Chiến dụng. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với một tác phẩm nổi tiếng nữa đã được phần âm nhạc lẫn phim tranh cãi về tác giả, đó chính là tác phẩm Ave Maria. Tác phẩm Một Thời Nhầm Tưởng được sáng tác bởi Puccini, một nhà soạn nhạc vào thế kỷ 16 tại Florence, Ý, đồng thời là một ca sĩ tài năng. Không ai thực sự biết tác giả đã sáng tác tác phẩm Ave Maria này cho đến những năm 1970, khi một nghệ sĩ guitar đồng thời là nhà soạn nhạc người Nga Vavilov lần đầu tiên thu âm bản này và đề tác giả là vô danh. Nhưng sau đó một ngày, một nghệ sĩ cùng trình tấu với Vavilov đã đề tác giả là Puccini. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm này qua phần thể hiện của soprano nghệ sĩ Lâm Minh Ngọc, piano nghệ sĩ Celine Trần và cello nghệ sĩ Lại Huy Hoàng.